vạch trần tội ác những kẻ dám dùng kế sạch đê hèn ám sát Bác Hồ bằng điếu thuốc lá. Chào mừng quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khiến dư luận vô cùng quan tâm. Một vị lãnh tụ vĩ đại như Bác không thể tránh khỏi những nguy hiểm luôn rình rập. Đặc biệt câu chuyện khiến dân tình bàng hoàng nhất phải kể đến tới lần sát thủ do CIA phái tới bắn rơi điếu thuốc trên tay Bác Hồ. Tưởng chừng đó là một vụ ám sát nhưng thực tế người này đã cứu Bác khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, chân tướng kẻ đê hèn đứng sau vụ này khiến ai nấy cũng đều phẫn nộ. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Bác Hồ? Người sát thủ được phái đi ám sát Bác Hồ đó là ai? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa tìm hiểu ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, quay ngược dòng thời gian, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vang danh chấn động địa cầu của nước ta đã đánh đuổi thực dân Pháp thất bại ê trẻ. Và lúc này Mỹ nhanh chóng đưa quân vào chiến trường Việt Nam để thay thế sự ra đi của Pháp hòng kiểm soát Việt Nam bằng chính phủ bù nhìn do chúng tạo ra. Phía CIA đã có âm mưu thâm độc rằng muốn có được Việt Nam thì phải loại bỏ được sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt. Và đó không ai khác chính là Hồ Chủ tịch. Chỉ cần triệt tiêu được nhân vật này thì sẽ dễ dàng thâu tóm được toàn Việt Nam. Quân Mỹ đang nghĩ tới trăm phương ngàn kế hòng thực hiện âm mưu này. Và đương nhiên, cách mà người Mỹ nghĩ tới đầu tiên là cử người đi thực hiện nhiệm vụ này chính là sát thủ Tạ Đình Đề, người có biệt tài dùng súng cực đỉnh trong đội ngũ lính Mỹ. Vậy lý do gì khiến quân Mỹ lựa chọn ông Tạ Đình Đề nhận nhiệm vụ này? Tạ Đình Đề sinh 8 tháng 8 năm 1917 tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Gia đình nghèo nên 16 tuổi, Tạ Đình Đề đã lang bạt sang làm công nhân sở hỏa xa Vân Nam tại ga Côn Minh, Trung Quốc. Trong thời gian đó, ông tham gia Hội Ái Hữu Cứu Quốc sau đổi thành Việt Nam Giải Phóng Cứu Quốc do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Nhưng ít ai biết rằng ông còn được đào tạo thành gián điệp và tốt nghiệp tại Trường Quân sự Hoàng Phố, Trung Quốc với tấm bằng xuất sắc, thành thạo mọi ngón nghề như vũ khí nổ, lái xe, lái máy bay và bắn súng, sử dụng các phương tiện thông tin, điện đài, phi ngựa, bắn súng, luyện khí công, luyện võ. Với số điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối, Tạ Đình Đề đã lọt vào mắt xanh của người Mỹ. Họ liền bí mật đưa ông đến địa điểm khác rồi đào tạo một cách bài bản hơn, trở thành một trong những nhân vật được người Mỹ vô cùng coi trọng, rồi giao những nhiệm vụ có tầm quan trọng, bậc nhất trong đó có nhiệm vụ ám sát Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng như những gì Mỹ dự đoán, Tạ Đình Đề đã nhanh chóng tiếp cận được khu vực gần nơi Bác ở một cách chót lọt, nhưng để tiếp xúc khoảng cách gần thì lại rất khó, chứ đừng nói tới việc ám sát Bác. Nhiệm vụ gần như đã trở thành điều bất khả thi. Những ngày định mệnh ấy đã đến, khiến cuộc đời của ông bước sang một trang khác hoàn toàn. Nhiệm vụ đặc biệt với pha quay xe kỳ diệu nhất. Cụ thể vào một ngày đẹp trời, hôm ấy Bác Hồ sau khi giải quyết hết công việc, người rời nơi làm việc về nhà ăn sớm hơn mọi ngày. Các đồng chí cần về chuẩn bị bữa trưa cho Bác. Khi mâm cơm đã chuẩn bị xong, trước khi ngồi vào bàn, Bác nói với một anh cận vệ: "Cho Bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa." Mỗi lần Bác dùng cơm với người này người khác, Bác thường báo cho các cần vụ biết trước để tiện chuẩn bị, nên anh cần vụ ngạc nhiên và hỏi lại: "Thưa Bác, hôm nay Bác có khách à?" Bác gật đầu và nói: có chứ, mang bát đũa lên." Anh cần vụ còn hỏi thêm: "Thưa Bác, khách hôm nay là ai, sao chưa tới nơi?" Bác Hồ cười và nói: "Khách đã đến từ lâu rồi mà các chú không biết nên không đón tiếp, mời vào đi thôi." Các cán bộ cần vụ ngơ ngác nhìn Bác, chưa hiểu ý Bác nói gì. Nhưng mặc dù đã đem thêm bát đũa lên mà Bác vẫn chưa bắt đầu ăn, thì rõ ràng là Bác còn đợi ai đó. Mọi người lấy làm lo lắng, dòm trước ngó sau, song tuyệt nhiên không thấy ai. Vậy mà Bác bảo là khách đã đến từ lâu rồi. Hiểu rõ suy nghĩ và tâm trạng của các cần vụ, Bác Hồ quay đầu hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn tiếng: "Xin mời anh Tạ Đình Đề và ăn cơm trưa với tôi." Các chiến sĩ cần vệ ngạc nhiên vô cùng, cái tên mới nghe lần đầu, mà theo hướng nhìn của Hồ Chí Minh thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của Bác, song không phải ở trong phòng mà là ở trên mái nhà. Mọi người lo lắng thật sự vì cứ như thái độ cử chỉ và lời nói của Bác thì quả thật có một tên Tạ Đình Đề nào đó đã lọt vào được bên trong khu vực cần bảo vệ. Bác Hồ nhỏ nhẹ nói với các cần vụ: "Người này tài tình lắm, các chú không đối phó nổi đâu." Nói xong người quay đầu và hướng mắt về phía trên mái bếp, nói lớn tiếng: "Tôi mời anh vào ngồi ăn, rồi anh lại chuyển sang nóc nhà bếp." Giọng nói của Bác đầy trách móc, nhưng thân mật, vừa kể cả vừa tha thứ. Theo phản xạ, cận vệ vừa rút súng ra khỏi bao,
vừa chạy đến cầm ống nghe của máy điện thoại định gọi báo động, nhưng bác đã ra hiệu gác máy cất súng. Các anh cận vệ vẫn ở trong tư thế sẵn sàng bảo vệ bác. Còn bác Hồ vẫn bình tĩnh, ngồi yên trên ghế, xoay nửa người hướng mắt về phía người khách, nhìn qua mái đúc vách xây rỗng rạc nói: "Đấy, anh lại phi thân đến bên trên người khác rồi. Tôi thành thật khen anh giỏi, anh đã lọt vào được rồi, ngay giữa ban ngày, và mãi cho đến giây phút này vẫn chưa bị lộ. Quả là có tài." Thế rồi như tia chớp, một ninh giang khỏe mạnh nhanh nhẹn đã bỗng nhảy xoẹt một cái từ trên mái lầu xuống sân, rồi mau lẹ phóng ngay vào phòng khách, xông vào phòng ăn đứng ngay trước mặt bác. Sau giây phút yên lặng nhìn nhau, bác Hồ lên tiếng trước: "Chào anh Tạ Đình Đề, trông anh già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy đen hơn lúc mới ra trường." Vị khách trong bộ đồng phục giống như một môn phái võ nghiêng đầu đáp lễ và nói: "Thưa bác, nếu tôi muốn thì dù bác có báo động và huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ để truy bắt tôi, nhưng tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi đây như thường." Bác Hồ đứng dậy, tiến đến vị khách không mời, chìa tay thân thiện, nhìn với ánh mắt thiện cảm. Bác chỉ ghế mời Tạ Đình Đề ngồi xuống bên bàn ăn. Tạ Đình Đề vẫn đứng thẳng người, chắp hai tay trước bụng lễ phép nói: "Thưa bác, trước hết tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với bác. Thú thật đứng trước mặt bác, tôi linh cảm có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thế thù nghịch sang niềm kính yêu. Vậy tôi quyết định chấm dứt công tác của địch giao cho và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của bác kể từ hôm nay." Bác Hồ đặt tay lên vai Tạ Đình Đề như một cử chỉ thân thiện: "Tôi hiểu, tôi tin anh và tôi đồng ý nhận anh." Tạ Đình Đề rút trong người ra một khẩu súng lục có gắn một ống giảm thanh, tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ ra, cùng với một ống nhòm, một bản đồ dinh chủ tịch, một số giấy tờ tùy thân được làm giả, trao cho nhân viên cận vệ. Xong đâu đấy, Tạ Đình Đề móc từ trong kẽ răng ra một viên thuốc độc dành cho mình trong trường hợp bại lộ, đặt lên thành mâm cơm trên bàn ăn. Từ đó Tạ Đình Đề trở thành cận vệ thân tín của bác Hồ, và nhiều lần ông đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình. Từ vai của kẻ đi ám sát trở thành người bảo vệ trung thành của bác, có lẽ đây là một pha quay xe kỳ diệu nhất và cũng là một trong những cận vệ sừng sỏ có tiếng của bác. Những lần bảo vệ bác Hồ thoát tim của cận vệ Tạ Đình Đề. Vào một buổi tối văn công biểu diễn tại nhà hát, Tạ Đình Đề đi bảo vệ bác. Màn sân khấu từ từ mở, một nữ ca sĩ kiều diễm bước ra cúi chào các quý khách. Trong khi cúi chào, đôi mắt người ca sĩ này nhìn đăm đăm vào chỗ bác Hồ ngồi. Cử chỉ ấy không tránh khỏi ánh mắt theo dõi của Tạ Đình Đề. Tự nhiên ông đưa tay vào túi rút súng lên đạn. Cũng rất bất ngờ, ông bật đứng dậy, chĩa súng bắn vào nữ diễn viên kiều diễm kia, gục xuống ngay trên sân khấu. Cuộc biểu diễn tạm dừng. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện một cục thạch anh và một khẩu súng nhỏ xíu được giấu trong người Đây là một điệp viên được bọn địch cử vào để ám sát bác Hồ. Hay vào một lần khác, bác Hồ đang ở bên Trung Quốc dự sự kiện của Đảng Cộng sản, có rất nhiều ông tài to mặt lớn của cả Liên Xô và Trung Quốc. Trong cuộc họp đó, bác đã dự tính chuyến này đi chỉ ở lại 2 ngày, rồi sẽ sớm về nước để còn họp khẩn cấp với các đồng chí về hướng đi mới của đồng minh. Do đó bác không mang theo nhiều người bên cạnh bác, khi đó chỉ có 2 cận vệ, một trong số đó chính là Tạ Đình Đề. Nhưng theo luật của cuộc họp thì vị trí các nguyên thủ và quan chức ngồi không được đưa theo vệ sĩ, nên Tạ Đình Đề phải đứng từ xa để quan sát bảo vệ bác. Cứ tưởng ở một nơi như thế ai cũng là khách quý được kiểm duyệt an toàn, sẽ khó có trường hợp ám sát xảy ra. Nhưng trên thực tế, chúng lại táo tợn hơn ta nghĩ. Bác khi đó vốn đã không khỏe nên sau khi xã giao một vòng với các anh em đã tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài phát biểu tiếp theo. Lúc này có một người rất hầm hố, mặc vest trang trọng bề thế lắm. Hắn lân la làm quen lúc bác ngồi nghỉ, tiện tay lấy một điếu thuốc ra mời bác. Bác không quá để ý nên cũng cảm ơn rồi nhận lấy. Nhưng khi bác vừa ngậm điếu thuốc lên môi, chưa kịp đưa bật lửa đốt, thì bỗng nhiên ông Tạ Đình Đề đứng từ cách xa bác phải 200 mét, rút khẩu súng lục từ trong túi ra áo ra, nhắm thẳng về phía bác khiến tất cả bàng hoàng. Sau một tiếng súng nổ hòa cùng tiếng thét của những người có mặt tại hiện trường, điếu thuốc trên tay bác rơi xuống nát bét dưới sàn nhà. Mọi người đều kinh sợ, đổ dồn ánh mắt về phía ông Đề, rồi ông cất súng về phía vị trí cũ và chỉ nói một câu xanh dần: điếu thuốc có độc. Chỉ có bác là vẫn bình tĩnh. Người chủ trì cuộc họp mau chóng đi tới sai cấp dưới mang vụn thuốc lá đi xét nghiệm và nói quả thực trong điếu thuốc đã bị người ta hạ độc.
Lúc này mọi người tìm tên sát thủ nhưng hắn đã lẻn mất từ khi nào. Ai ai cũng phải khâm phục tài nghệ đỉnh cao của ông đệ. Với khoảng cách xa và mục tiêu nhỏ tới như vậy mà ông vẫn có thể bắn trúng điếu thuốc trên tay bác. Dân gian cũng nói nhiều đến tài nghệ bắn súng bách phát bách trúng của Tạ Đình Đề. Ông Vi Hải nguyên là thành đội trưởng Hà Nội, thời kỳ ông Đề làm đội trưởng biệt động Hà Nội, kể với các nhà báo, Tạ Đình Đề chuyên dùng Browning, hai khẩu hai tay, cứ vẩy một cái là trúng. Có lần trước mặt bá quan và hoa khôi ở Hà Đông, viên sĩ quan Trung Quốc tuyên bố thì bắn súng. Ông Đề nhỏ nhẹ nói vui, nếu ông thích thì tôi xin hầu, có gì ông dạy bảo. Viên sĩ quan lớn giọng, ai thua thì phải đãi chư vị đây một chầu trong nhà hàng Asia, như khách sạn 5 sao hiện nay. Dù trong túi không có một cắc nhưng ông Đề vẫn nhận lời thách đấu. Viên sĩ quan hăm hở cầm súng ngắm cẩn thận, bắn 5 viên, chỉ trúng 3. Ông Đề lặng lẽ cầm súng, vẩy tay 5 cái trúng cả 5. Thế là tất cả mọi người được ăn một chầu ở Asia. Vâng thưa quý vị thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm hóa con người Tạ Đình Đề trở thành cận vệ trung thành, bảo vệ bác thành công tránh khỏi không ít lần hiểm nguy, bị quân thù thực hiện âm mưu ám sát. Tuy nhiên, càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều, tính cách ngang tàng thẳng thắn của ông Tạ Đình Đề đã khiến cuộc đời ông gặp không ít trắc trở và chính ông cũng phải cay đắng. Đã một lần được tuyên trắng án. Năm 1954, sau giải phóng thủ đô, ông Tạ Đình Đề rời quân ngũ về công tác tại Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Có lẽ khoảng thời gian công tác ở cơ quan này là quãng thời gian đáng nhớ tuyệt vời nhất. Ông là người trực tiếp lãnh đạo và xây dựng phong trào thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ ngành đường sắt Việt Nam. Đội bóng đá Tổng cục Đường sắt nổi danh một thời cũng là do công sức đóng góp lớn của ông. Ngoài ra ông cũng là ân nhân, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như Lưu Quang Vũ, Phan Lạc. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1976, ông bị tòa đưa ra xét xử về các tội cố ý làm trái, nhận hối lộ và tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Tôi không tin nổi trước mắt mình là một Tạ Đình Đề bằng da bằng thịt đang đứng sau vành móng ngựa. Tôi cố chen chân và nhìn cho kỹ, huyền thoại tuổi thơ của chúng tôi đang ngồi trên ghế bị cáo với dáng vẻ tiều tụy, đầu tóc bù xù, nét mặt nhăn nheo, da rẻ xanh mét. Đôi mắt ông thâm quầng, trũng sâu nhưng vẫn ánh lên nét tinh anh. Nhìn cảnh tượng đó, tự dưng lòng tôi xót buốt quặn đau. Vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xã hội rất quan tâm nên tòa chuẩn bị rất kỹ. Loa đài được mắc thêm ngoài đường phố, phòng xử được kê thêm ghế. Mấy ngày xử án nắng như đổ lửa, nhưng người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phú kéo về xem chật kín sân tòa, đứng tràn ra các tuyến phố xung quanh. Có thể nói không ngoa, những ngày này Hà Nội trải qua những cơn địa chấn dữ rồi. Theo cáo trạng thì ông Đề có các hành vi phạm tội như tổ chức móc ngoặc, chiếm dụng thiết bị máy móc của nhà nước, đem về xưởng sử dụng lung tung, phá lẻ thiết bị toàn bộ nhà máy, đắp vỏ ô tô do Trung Quốc viện trợ, sử dụng vốn kinh doanh trái chính sách, chế độ, lập quỹ trái phép, làm ăn phi pháp và tham ô. Là một điều cáo trạng chỉ dựa vào bản kết luận của đoàn thanh tra để buộc tội, nhưng bản báo cáo này lại không có ngày tháng, không có chữ ký của trưởng đoàn. Đoàn thanh tra này cũng không biết do ai lập, ai làm trưởng đoàn. Xem xét, xác định nhiều sự phi lý khác nữa. Cuối cùng chiều 12 tháng 6 năm 1976, tòa đã tuyên Tạ Đình Đề không phạm tội và tuyên bố tha bổng ông ngay tại tòa. Tiếng vỗ tay vỡ òa vang dội, nhiều người dự tòa bật khóc vì sung sướng. Một cảnh tượng xúc động mà tôi chưa từng gặp trong đời. Nhiều người ào vào công kênh ông Tạ Đình Đề lên vai như công kênh một người anh hùng trở về từ trận mạc xa xôi và ác liệt. Nhiều bó hoa tươi thắm được trao đến tay con người huyền thoại ấy. Và tiếp nối chương trình, Chiến lý Tình Hòa xin gửi tới quý vị bài viết Sức cảm hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hai lần bị kẻ thù bắt được. Cả hai lần tính mạng của người đều bị đe dọa nghiêm trọng, ranh giới giữa sự sống và cái chết hết sức mong manh, dường như chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Lần thứ nhất, người bị cảnh sát Anh bắt ngày 6 tháng 6 năm 1931. Lần thứ hai, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt ở Liễu Châu. Cả hai lần người đều thoát hiểm một cách kỳ lạ. Bác bị bắt ở Hồng Kông khi mang tên Tống Văn Sơ vào ngày 6 tháng 6 năm 1931.
Lần đầu tiên chúng ta được biết sự kiện này là từ cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tác giả Trần Dân Tiên, xuất bản năm 1952 ở Việt Bắc. Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Pháp theo dõi từ khi người thay mặt Hội Việt Nam Thanh niên yêu nước ký tên vào bản yêu sách của dân tộc Việt Nam gửi các đại biểu dự Hội nghị Versailles ngày 18 tháng 6 năm 1919. Bản yêu sách chẳng những gây chấn động dư luận thế giới mà cũng ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của khoảng 5.000 người Việt Nam đang ở Pháp. Sau khi xuất hiện bản yêu sách, cảnh sát Pháp đã bắt đầu lập một hồ sơ riêng về Nguyễn Ái Quốc. Trong khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống ở Pháp thì ai là Nguyễn Ái Quốc? Ông Louis Arnault, trưởng ban Đông Dương của Sở Mật Thám Pháp, sau này là Tránh Mật Thám Pháp ở Đông Dương. Do nghề nghiệp, Louis Arnault biết rất rõ từng người Việt Nam khả nghi ở thời điểm đó. Louis Arnault dự đoán Nguyễn Ái Quốc có thể là một trong bốn người Việt Nam đang ở Pháp là Phan Bội Châu, luật sư Phan Văn Trường, nhà báo Nguyễn An Ninh và nhà báo Nguyễn Thế Truyền. Sau khi nghiên cứu, Louis Arnault loại cả bốn người nói trên. Vì theo ông ta, khẩu khí văn phong của bản yêu sách không phải khẩu khí của bốn người này. Theo đề nghị của Louis Arnault, một mạng lưới cảnh sát được tung đi khắp nước Pháp, giám sát tất cả người Việt Nam khả nghi. Riêng Văn Ba, tức bác của chúng ta, cũng bị bọn mật thám theo dõi suốt ngày đêm. Sau đó, cảnh sát Pháp đã xác định chính xác rằng Nguyễn Ái Quốc chẳng phải ai khác chính là Văn Ba, vốn là một phụ bếp trên tàu biển. Báo cáo ngày 8 tháng 10 năm 1919 của trụ sở cảnh sát Pháp ở Paris trình lên Bộ Nội vụ của Pháp đã khẳng định hiện nay linh hồn của phong trào tuyên truyền chống chính phủ trong những người ở Việt Nam ở Paris chính là Văn Ba, cũng là Nguyễn Ái Quốc, Tổng thư ký Hội Những người Việt Nam yêu nước. Cuối tháng 10 năm 1919, cảnh sát Pháp đã có bức ảnh đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc do tên mật thám De Miser chụp được và bức ảnh này chuyển ngay về Sở Cảnh sát Pháp ở Paris. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Nguyễn Ái Quốc với khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sáng khác thường của người trong ảnh đã làm ám ảnh Louis Arnault, khiến ông ta linh cảm thấy một điều gì đó không lành cho nước Pháp và ông ta đã thốt lên với các bạn đồng nghiệp những lời tiên tri. Thưa các ngài hãy tin rằng chính người thanh niên mảnh khảnh và đầy sức sống này sẽ là người đặt cây thập tự cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương. Louis Arnault sau này đã được rất nhiều nghiên cứu của các nhà học giả Pháp nhắc tới. Người ta đều thống nhất cho rằng đây là một nhận xét thiên tài trong lĩnh vực cảnh sát. Trong những năm 1925-1927, đế quốc Pháp biết là Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu nhưng chúng không làm gì được vì Nguyễn Ái Quốc được chính phủ Tôn Trung Sơn và nhân dân che chở. Ngày 10 tháng 10 năm 1929, phiên tòa của thực dân Pháp được xử ở Vinh đã kết án tử hình 7 người, trong đó có 2 người bị xử vắng mặt là Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú. Lúc này, biết Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông nên đế quốc Pháp đã nhờ cảnh sát Anh bắt giúp. Theo sự sắp đặt trước của Sở Mật Thám Pháp và Anh, khi bắt được Nguyễn Ái Quốc thì người Anh đã phải báo ngay cho Sở Mật Thám Pháp ở Đông Dương biết để chúng đưa tàu từ Hải Phòng sang chở Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam, rồi thi hành bản án tử hình đã xử đối với Nguyễn Ái Quốc từ tháng 10 năm 1929. Lúc đầu mọi việc diễn ra như định liệu, ngày 6 tháng 6 năm 1931, cảnh sát Hồng Kông ập vào căn nhà số 186 phố Tam Lung, bắt đi người có tên là Tống Văn Sơ với hồ sơ ghi tội danh là gián điệp quốc tế cộng sản, tay sai của Liên Xô, có âm mưu lật đổ. Chỉ 2 ngày sau, trên bàn làm việc của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp ở Paris đã có bức điện báo Nguyễn Ái Quốc, kẻ cực kỳ năng động và nguy hiểm, đã bị bắt ở Hồng Kông và việc bắt giữ người này rất quan trọng để bảo đảm an ninh cho Đông Dương. Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra mà chính từ phía Pháp và Anh không thể ngờ đến được. Đó là sự xuất hiện của luật sư Lobrancid Lodabai, một luật sư nổi tiếng của nước Anh, là chủ tịch Hội Luật gia Hồng Kông, một văn phòng luật gia có uy tín trên thế giới lúc bấy giờ. Và chính sự xuất hiện của ông đã làm rối tung mọi nước cờ của cảnh sát Anh và Pháp. Trong những ngày đầu bị bắt, bị giam và bưng bít tin tức, nhưng không hiểu rằng bằng cách nào mà Tống Văn Sơ đã liên lạc được với đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhận được tin dữ, Hồ Tùng Mậu đã báo ngay cho quốc tế cộng sản biết. Ngày 9 tháng 6 năm 1931, tức sau khi bác bị bắt 3 ngày, đại diện quốc tế cộng sản và Hồ Tùng Mậu cùng đến gặp luật sư Lodabai để vận động nhờ chủ tịch Hội Luật gia Hồng Kông bào chữa giúp. Qua một thời gian tiếp xúc với Tống Văn Sơ trong nhà tù, tình cảm của gia đình luật sư Lodabai đã dành cho bác càng thân thiết. Trong một bức thư gửi cho những người bạn của Tống Văn Sơ trong quốc tế đỏ, ông Lodabai viết: "Tôi muốn nói để các ông biết rằng
Khách hàng của tôi là người có văn hóa rất cao, và do nhiều nguyên nhân nên tôi là người duy nhất mà ông ấy có thể tin cậy. Giữa chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ mà tôi có thể nói là rất thân thiết. Do đó tôi sẽ coi là một tổn thất rất lớn của cá nhân mình nếu như ông ấy bị trao cho người Pháp hoặc bị bọn Pháp sát hại. Trong đó khả năng ông ấy có thể bị bọn mật thám Pháp giết hại làm cho tôi lo lắng. Lo lắng đến mức mà chúng tôi phải thi hành mọi biện pháp để ngoài vợ chồng tôi ra thì không ai được phép đến thăm ông ấy. Từ những nguồn tin xác đáng, tôi biết rằng bọn Pháp đã trả 75 vạn đồng Đông Dương cho kẻ nào bắt được và 50 vạn đồng cho kẻ nào giết được ông ấy. Ngay trong trường hợp đơn kháng án được chấp nhận và khách hàng của tôi được trả lại tự do, thì ông ấy vẫn đứng trước một nguy cơ hiện thực là bị bọn mật thám Pháp giết hại bất cứ lúc nào. Ông ấy cũng không thể nào ở lại thuộc địa này vô thời hạn được, bởi vì qua 9 phiên xử, phần lớn cảnh sát Hồng Kông đều đã biết mặt ông ấy quá rõ, ít có cơ hội để ông ấy đi khỏi Hồng Kông. Mà bọn mật thám Pháp lại không hề biết, bọn chúng trả những giá rất cao cho các tin tức về ông ấy. Chỉ những dòng thư ngắn ngủi, chúng ta thấy tình cảm của ông bà Loderby đối với bác của chúng ta không phải với một vị chủ tịch nước mà là với một người tù rất sâu nặng. Chúng ta có thể thấy Loderby đã tận tâm tận lực cứu bác như thế nào. Mãi sau này chúng ta mới được biết rằng ông Loderby đã dùng một số tiền rất lớn và sự quen biết rộng của mình để thuyết phục một số nhân vật quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bác của chúng ta. Nguyễn Ái Quốc phải trải qua 3 cuộc thẩm vấn của thư ký Trung Hoa vụ Hồng Kông và 9 phiên tòa xét xử từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1931. Vì không có chứng cứ gì, tòa án Hồng Kông phải tuyên bố trắng án nhưng đòi trục xuất Tống Văn Sơ về Đông Dương để đế quốc Pháp bắt. Người đã đệ đơn lên tòa án tối cao ở London. Đầu tháng 10 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc tiếp bà Stella Benser, một người bạn của luật sư Loderby và là một nhà hoạt động văn học và sân khấu ở Hồng Kông. Với thiện cảm đặc biệt, bà Benser đã yêu cầu chồng mình, ông Thomas Sowton, lúc đó là phó thống đốc Hồng Kông, giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc. Đầu tháng 7 năm 1932, Nguyễn Ái Quốc biết tin đơn kháng án của người đã được Hội đồng Cơ mật nhà vua Anh chấp nhận. Nhờ sự nỗ lực của luật sư Noel Breed, sau một ngày biện luận, Tòa án Hoàng gia ở Anh đã kết luận Nguyễn Ái Quốc vô tội và quyết định trả tự do cho người. Tháng 8 năm 1932, với vé tàu thủy do ông bà Loderby lo liệu giúp, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời hương cảng đi Singapore để tránh lưới mật thám đang rình bắt người. Vừa đặt chân đến Singapore, người lại bị bắt và trả về Hồng Kông. Lấy cớ người đi vào thuộc địa không có giấy phép, nhà cầm quyền hương cảng lại bắt giam người một lần nữa. Đầu tháng 9 năm 1932, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi luật sư Loderby báo tin mình lại bị bắt giam ở Hồng Kông. Hiện nay đang bị giam trong một căn hầm tối, không nhìn được ra ngoài và mấy ngày nay không được ăn cơm, uống nước gì cả. Như vậy, tình trạng của người lại lần nữa bị đe dọa nghiêm trọng. Lần này còn nguy hiểm hơn vì bọn cảnh sát ở đây được lệnh để Tống Văn Sơ chịu đói cho đến chết. Khoảng từ giữa tháng 9 đến cuối năm 1932, Nguyễn Ái Quốc được thả tự do nhờ sự giúp đỡ của luật sư Loderby. Người được ông bà Loderby thu xếp vào ở trong ký túc xá của Hội những người Thiên Chúa giáo trẻ Trung Quốc cho dịp giờ Hồng Kông. Ngày 22 tháng 1 năm 1933, với sự giúp đỡ của Thomas Sowton, phó thống đốc Hồng Kông, người được phép dùng cano riêng của thống đốc rời bến cảng ra khơi, đánh tín hiệu bắt một chiếc tàu đang chạy từ hướng đông đi Hạ Môn và chuyển tàu đi Thượng Hải để sau đó đi Liên Xô. Không bắt được người, báo chí của đế quốc Pháp phao tin Nguyễn Ái Quốc đã mất vì bệnh lao trong nhà tù Hồng Kông. Các báo chí của Pháp đều hoan hỉ đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã mất. Nhiều tờ báo cũng đăng cả cáo phó của quốc tế cộng sản đối với Nguyễn Ái Quốc. Những người cộng sản ở Đông Dương và thế giới bàng hoàng khi được tin này. Mật thám Pháp đã lệnh niêm phong hồ sơ về Nguyễn Ái Quốc, lưu giữ và không cử mật thám theo dõi nữa. Có thể đó cũng là lý do khiến bác của chúng ta sau này hoạt động đỡ phần nguy hiểm hơn do phía mật thám Pháp. Tháng 8 năm 1942, một tên trùm tình báo Pháp ở biên giới Cao Bằng đã mong manh tìm được dấu vết của Hồ Chí Minh và điện về cho tình báo Pháp với nội dung: ở biên giới Việt Trung hiện nay có một người đứng đầu bọn đỏ đang hoạt động, người đó là Hồ Chí Minh, hình như đó chính là Nguyễn Ái Quốc. Bức điện được chuyển ngay vào Sài Gòn và chuyển sang Paris. Louis Arnault, lúc này là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, lập tức điện sang ngay: các anh điên cả rồi hay sao? Nguyễn Ái Quốc đã mất mục xương từ hồi ở Hồng Kông 9 năm nay rồi, cần xem lại cái tên giả đó. Chú ý, Hồ Chí Minh có thể là một nhân vật quan trọng trong nhóm của Nguyễn Hải Thần, tức bọn Việt Cách.
Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, Sở Mật Thám Pháp ở Paris nhận được một bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc tuyên ngôn độc lập. Mặc dù bác của chúng ta vừa ốm dậy ở Tân Trào, răng thì rụng mất hai chiếc, người rất gầy, nhưng khi vừa nhìn thấy bức ảnh, thấy cặp mắt và đôi tai khác thường của người trong ảnh, thì Louis Arnault nhận ra ngay Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc ngày xưa, người mà Mật Thám Pháp đã phải tốn bao nhiêu công sức theo dõi, bám sát trong nhiều năm và vẫn đinh ninh là đã chết từ 12 năm trước đó. Nhưng khi Louis Arnault nhận ra điều đó thì đã quá muộn mất rồi. Hồ Chủ tịch đã trở thành Chủ tịch nước Việt Nam độc lập và với tư cách đó từ ngày 31 tháng 5 đến 20 tháng 10 năm 1946. Theo lời mời của chính phủ Pháp, Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp và được chính phủ Pháp giao trọng trách đón tiếp, chăm sóc, bảo vệ, hộ tống trong những ngày Hồ Chí Minh ở Pháp, chính là Bộ trưởng Louis Arnault. Tại sao một luật sư nổi tiếng như Lauderbach, một nhà tư sản lớn, đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản về mặt luật pháp, ông lại sống trong xã hội tư sản? Vậy mà ông lại không quản sự nguy hiểm, không tính toán hơn thiệt, không quản tốn kém và ông đã làm tất cả những gì mà mình làm được và có thể nói, ông đã cố gắng đến tận cùng để cứu Tống Văn Sơ, không phải cứu một vị chủ tịch nước mà cứu một người tù. Chính khả năng cảm hóa lòng người có 102 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính phẩm cách và trí tuệ tuyệt vời của người đã cứu sống người. Lauderbach cùng các luật sư đã cảm phục phẩm cách và trí tuệ của bác. Nhiều người nước ngoài đã viết về sức cảm hóa kỳ lạ trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ cho rằng đó là sự hiểu biết sâu rộng, do tài trí thông minh tuyệt vời, do nghị lực phi thường, do đức tính khiêm tốn giản dị, do tinh thần lạc quan, do tính thẳng thắn, cởi mở, do sự từng trải và lịch thiệp của Hồ Chủ tịch. Năm 1971, học giả Mỹ viết cuốn sách với tựa đề Hồ, tức là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhận xét từ Hồ Chí Minh có thể thấy đạo đức của thế giới ngày nay, và người nào viết về Hồ Chí Minh mà không có một chương viết về đạo đức của người thì đó là một cuốn sách cụt. Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét bao trùm nên tất cả Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là sự quên mình vì mọi người, chính là sự ham muốn tột bậc, ham muốn duy nhất là làm sao đem được nhiều hạnh phúc cho dân, cho nước. Chính cuộc sống trong sáng hoàn toàn không bận chút riêng tư của người đã tạo nên sức cảm hóa lớn. Chúng ta biết rằng Hồ Chí Minh được sinh ra trong một dân tộc, một địa phương, một gia đình giàu lòng truyền thống mà những truyền thống tiêu biểu nhất là yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa. Bảy truyền thống này, mỗi truyền thống có hai từ do cố giáo sư Trần Văn Dầu ra khái quát. Chính trong môi trường đó cộng với thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú và trí tuệ thiên bẩm của mình đã tạo nên phẩm cách đạo đức Hồ Chí Minh, và chính phẩm cách đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao tầm vóc của dân tộc Việt Nam. Cách đây hơn 90 năm, từ khi Nguyễn Ái Quốc vừa từ Pháp đến Liên Xô, Osip Mandeltam, một nhà báo rất nổi tiếng của Liên Xô đã viết bài báo với nhan đề Gặp một chiến sĩ cộng sản quốc tế, đăng trên tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ ngày 26 tháng 12 năm 1933. Thông qua phong cách của Nguyễn Ái Quốc, ông đã nhận xét về dân tộc Việt Nam. Một dân tộc rất giản dị, lịch thiệp, rất ghét những sự quá đáng. Cả hình ảnh Nguyễn Ái Quốc trước mặt tôi đã toát lên điều ấy. Đó không phải nền văn hóa của châu Âu mà có thể là một nền văn hóa của tương lai. Đó là một đoạn văn đánh giá về dân tộc Việt Nam qua hình ảnh Nguyễn Ái Quốc. Đánh giá của Đảng và Nhà nước ta trong điếu văn do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969 đã viết: Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với tác phẩm truyện ngắn Mắt Sắc của tác giả Trần Ngọc Mỹ. Thực ra sau gương mặt sắc sảo là một người phụ nữ yếu mềm, nhạy cảm. Mỗi lần chạm vào nỗi đau chị cũng dễ xúc động. Một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió, đau khổ, không thể không gồng mình mạnh mẽ và trang bị cho bản thân đôi mắt sắc phòng vệ. Chỉ cần bước chân chỉ chạm đến cổng nhà hàng là nghe rõ một giọng oang oang, tiếng nói sang sảng của chị Nhi vang lên. Ai ưa nhỏ nhẹ sẽ cảm giác chói tai và thực sự hơi khó chịu. Nhìn vào thân hình tròn lẳn, di chuyển trong bộ bảo hộ lao động bằng vải kaki sushi, với đôi giày hộp cồm cộp dưới chân, cộng hưởng thêm quả đầu chùm kín khăn, chỉ hở mỗi hai con mắt luôn nhìn tinh nhanh, sắc lẹm, thì người ta thấy rõ người đàn bà đang mang tướng mạo đàn ông,
có vẻ thuộc kiểu người ăn thèm vác nặng. Chả thế mỗi lần nhìn chị vác từng bó lúa nặng trình trịch trên vai ra xe tải, hân phục sát đất. Em nể chị đấy, toàn bó bìa cồng cành hơn 20 cân mà chị vác đi phăm phăm, khỏe quá bà chị ạ. Ừ hay, không vác nổi thì làm sao theo được nghề này. Cô nói chán thật, chị tính cho cô xem, 2.000 đồng 1kg bìa, công lái xe chở đã hết 500 ngàn. Giờ nhà chị không tự bỏ công sức ra đóng, buộc, bê, vác mà thuê người làm nữa thì có mà ăn cá mà. Mình dân lao động lấy công làm lãi thôi em ơi. Gớm bà chủ cả dinh cơ cứ phải kêu than, ham làm giàu quá nên mới tự thân hì hục thế chứ gì. Nhưng em nể chị thật, em có đói nhăn răng cũng chả làm nổi thế đâu. Ừ, của dân văn phòng thì làm sao nổi. Mà đời lắm bất ngờ, trông chị thế này thôi chứ chị cô xuất thân còn nhà khá giả. Thời trẻ, nòm cũng được gái xinh xắn, nhỏ nhẹ phết quả. Dòng đời xô đẩy thế nào lại bước vào cái nghề buôn bán phế liệu. Việc đến tay buộc phải làm. Lúc đầu cũng phòng má trợn mắt, dồn hết sức lực, kỳ cạch lôi từng bó. Rồi cái khó ló cái khôn, bê vác phải lựa lựa mới đỡ mất sức. Làm dần chị quen, giờ thành bà khuân vác kinh nghiệm đầy mình. Hàng nhiều mấy, chị cô vẫn chơi được hết. Tiếng nói cười rộn rã vui vẻ. Chân tay chị nhoàng nhoàng, tươm tất công việc. Chị Nhi thu mua đồ phế liệu từ nhà hàng nơi Hân làm, bao gồm chai lọ, giấy bìa. Vì nhà hàng lớn nên phát sinh sau một tháng cũng cả xe hàng là ít. Thường thì chồng chị bó tại khu và đóng xếp, xén bìa trên xe tải. Còn chị khiêng từng bó từ kho ra xe, trông dáng lầm lũi, cần mẫn làm và có vẻ ít chuyện của anh chồng. Hân cảm thấy chị may mắn, đàn ông có sức khỏe chịu khó làm, hiền lành thì nhất còn gì. Thỉnh thoảng Hân tếu táo trêu chị thế. Chị nghe tôi nói liền cười hình hịch. Ở thì lão nhà chị được cái có sức khỏe, làm lụng chân tay tốt, bà đâu đánh đấy, thế chị mới ở được chứ. Ngược lại với chồng, miệng chị Nhi lúc nào cũng luyến thoáng, rôm rả hết chuyện này đến chuyện kia. Lắm hôm nhiệt độ lên cao, hơi nóng từ mái tôn phả xuống, mồ hôi từ trán chảy tua tủa mặt mũi mà chị vẫn nói cười không ngớt. Điều xe đến chở hàng do chị, điều hàng đi đâu do chị. Mỗi lần chị đến cửa hàng lấy đồ, hai chị em lại nhấm nhặng đối đáp nhau vài câu, về mà thành quen thân. Hân làm thu ngân ở nhà hàng, việc bán đống phế liệu ông chủ giao luôn cho Hân phụ trách. Hôm con chị Nhì ốm, sốt cao, chị không đến trả tiền hàng được, hai chị em thống nhất Hân qua nhà chị chơi rồi lấy tiền luôn. Chị Nhì nhờ Hân tiện thể mang giúp chị nồi cháo nhỏ từ nhà hàng, vì quanh quẩn với con cả ngày, chưa đi chợ mua gì để nấu. Ngõ phố nhà chị Nhì ngoằn ngoèo nhưng đường khá rộng, nhà sát nhà, những cửa hàng bày biện la liệt đồ. Theo như chị mô tả, ngõ này duy nhất nhà chị tách biệt, mái ngói đỏ, trước cửa nhà bừa bộn, trông chất bìa, nhìn từ tầng 2 lên thì lung linh cực chất. Đây chắc chắn là ngôi nhà này. Hân dừng xe rút điện thoại ra, định bấm số gọi chị. Chưa kịp gọi, chị Nhì xuất hiện ngay trước cổng nhà, thái độ vồn vã. Ôi cô em tôi đây rồi, may quá cơ. Sáng cháu nó sốt quá, chị định đưa đi viện. Một mình xoay sở, chưa mấy lượt hạ sốt thì nhiệt độ giảm nên tôi không đi viện nữa. Thế tốt rồi à, em mang cháo cho cháu đây. Loại này ngon nhất nhà hàng đấy chị, ăn vào sẽ khỏe luôn cho xem. Cảm ơn cô em của chị nhé, đã mất công đến tận đây thu nợ, xong phải kiêm luôn nhiệm vụ ship cháo. Thì sau giờ làm em cũng có việc gì đâu, tiện qua nhà chị cho biết mà. Anh chị giỏi ghê, xây được cả biệt phủ thế này. Đổi máu và nước mắt cả đi em. Một tay chị vun vén xây dựng, chịu bao đắng cay, nhẫn nhịn mới được ngày hôm nay. Mà nó có đối xử với chị ra gì đâu. Ai cơ chị? Thằng chồng chị ấy, đi đến giờ này chưa về, chị bất được là chị thịt phăng teo luôn. Hân há hốc mồm kinh ngạc. Lần đầu tiên chị nói với Hân về chồng chị với thái độ khác lạ. Nếu không nói là coi thường ra mặt. Vì chưa rõ ngọn ngành chuyện hai vợ chồng chị nên Hân không hỏi thêm. Cố nén sự tò mò của mình, chờ chị tự nói tiếp. Nhưng chị quay sang trao đổi công việc, tính toán tiền nong nên câu chuyện về chồng chị như một dấu hỏi bỏ ngỏ với Hân. Nghề nào cũng có đặc thù riêng, để trụ lại với nghề của mình, chị phải linh hoạt ứng phó. Thấy mối hàng lớn là lao vào giao kèo, đàm phán, giao trước đón sau cho vừa lòng người bán. Đồng thời còn phải lựa cả bọn cạnh tranh kèn cựa, chỉ biết có bao con mắt liếc ngang dọc, long sòng sọc, khi chị ăn nên làm ra, xây nhà cao cửa rộng,
Họ không chịu nổi thuận lợi, thành công của người khác. Họ tìm mọi cách để gây khó khăn, cản trở công việc của chị. Hôm qua xe hàng chất ngất chị thu mua về đến ngõ, mụ bán tạp hóa nhảy cân cân lên, dọa hất cả lô hàng của chị đi vì mụ cho rằng xe chở phế liệu quà đã đụng chạm bạt nhà mụ. Bụi bay dính đầy hàng của mụ ấy. Ông tiến sĩ cách nhà chị hai nhà nữa. Bao lần ông ta cạnh khóe, kêu ngõ này đang đẹp đẽ thì bỗng đâu xuất hiện cái đống tạp phế lù bẩn thỉu. Nào ông sẽ đệ đơn kiện. Thực ra điều họ khó chịu hơn cả là chị làm cái nghề họ nghĩ hèn kém mà làm được cái nhà đẹp nhất xóm phố này thì thật phi lý. Chị chấp tất, chị giao lưu cả giang hồ, chị sợ gì vài lời kèn cựa. Chị bảo, nghe chơi với dân giang hồ thì mọi người nghĩ kinh kinh, nhưng nhiều khi họ còn tử tế hơn đầy kẻ bên ngoài có vẻ đạm mạo tri thức, nhưng bản chất bóc ra thì thối nát nham hiểm tham lam. Lão chồng chị dân trí thức đấy, ngày vác cặp đến cơ quan như đúng rồi, mà có hôm đi chơi với bồ cả buổi. Hết giờ làm, quần áo vẫn nà nuột tinh tươm trở về nhà. Bao năm trời lừa dối con mụ làm lũ là chị chả hề hay biết. Lão thằng Tiệu với đứa đã bỏ chồng, chúng nó mất gì khi bồ bịch với nhau đâu. Hai đứa đều muốn giải trí, đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chỉ có chị thừa ra em ạ, nghĩ mà cay. Nói đến đó mắt chị rưng rưng, Hân chưa bao giờ nghĩ người đàn bà tướng mạo đàn ông, mắt nhìn sắc lẹm, miệng luôn hớn hở cười nói như chị, lại có phút giây dễ dàng rơi nước mắt. Giờ Hân mới biết, chồng chị nhì làm công chức nhà nước, công việc rất thảnh thơi nhàn hạ. Chỉ tội lương ba cọc ba đồng, nên khi vợ cần người đóng gói bia thì anh tranh thủ hỗ trợ để có thêm tiền tiêu. Căn nhà khang trang lộng lẫy hai vợ chồng có được là chủ yếu do công sức chị bao năm buôn bán vất vả, tích góp tiền của xây dựng lên. Đời thật trêu ngươi, đàn bà cũng càng lam làm tần tảo hy sinh vì chồng con thì càng sớm tàn tạ và bị chán. Chưa tàn tạ thì đàn ông họ cũng chả thích nổi khi quần áo tóc tai vợ toàn mùi hôi hám của đồ đạc cũ, phế liệu ẩm. Hân nhìn chị kỹ hơn, thực ra khi thoát khỏi bộ đồ bảo hộ kaki thô cứng, mặc bộ đồ lụa ở nhà, nom chị nhì khá đẹp. Một thân hình phụ nữ trung tuổi đầy đặn, bắp chân lộ rõ nước da trắng ngần, đặc biệt đôi môi, đôi mắt đậm màu do xăm. Hóa ra không phải bẩm sinh chị sở hữu đôi mắt sắc, mà chính do nét xăm hình thành. Chị đi làm đẹp sau khi biết chồng có bồ, chị vẽ môi thật đỏ thật tươi, chị kẻ mày thật cong thật đậm, chị làm đôi mắt thật sắc thật long lanh. Người đàn bà bị phản bội, mang vết thương đau nhức, chị lao đi làm đẹp trên thân thể, khuôn mặt mình nhưng đâu phải cho bản thân. Chị phản kháng bột phát thật thà, chị làm ầm ĩ nhà cửa, chị dọa viết đơn ly hôn. Trước mặt ông bà con cái, chồng chị quát lại to hơn, mắng té tát chị là loại đàn bà nông cạn, ghen bóng ghen gió, nói năng linh tinh. Muốn vu khống cho lão thì cũng phải đưa ra chứng cứ đàng hoàng. Bố mẹ chồng gật gù, chị tức nghẹn cổ. Ừ thì chồng bịt miệng được chị đối lý, lão vẫn giữ nguyên mẫu người đàn ông đàng hoàng. Sau mấy ngày vật vã suy nghĩ, chị chấp nhận, chỉ cần lão hỗ trợ vài việc trong nghề, đàn bà dù có mạnh mẽ thông minh thế nào, thì sức vóc không thể so với đàn ông. Chị đang làm ăn vào cầu, bao nhiêu thứ phải lo cho con cái. Giờ bỏ lão, con chị vẫn là người thiệt nhất, chỉ bằng gắng mà tha thứ cho nhau. Lão không bồ bịch nữa thì chị sẽ dỗ mình quên chuyện đã xảy ra. Hôm nay con chị nhì ốm, bao nhiêu việc cần phải quyết, nghẽn tắc mọi giao dịch hàng, gọi cho chồng đến cả chục cuộc không được. Lòng sôi sùng sục như có lửa, linh tính đàn bà mách chị nhì, ông chồng chị đang đi với bồ, nhưng không thể vứt con nằm đó mà chạy xe đi bắt tận tay, dây tận mặt chúng nó được. Chính vì tâm trạng thế mà chị đã kể hết cho Hân. Suốt quãng đường về nhà, Hân suy nghĩ mông lung và tự dưng thấy thật thương chị nhì. Hy vọng lần này anh mắc việc gì đó hoặc để quên điện thoại ở đâu đó thôi. Thoát cái 3 tuần trôi qua, hàng nhiều lên. Hân nhấc máy gọi giục chị nhì đến đóng gói lấy hàng. Chị ậm ừ lần khất. Phải 2 hôm sau chị mới điều xe đến. Hân xả vào chỗ chị đóng gói hàng. Thấy chị trầm hơn mọi khi nên Hân lần la hỏi chuyện trước. Thì ông anh em đâu mà hôm nay chị phải điều đệ làm thế này? Như chạm đúng vấn đề, đôi mắt sắc đỏ sọng của chị ngước nhìn Hân. Em biết không, chính hôm em mang cháo cho cháu hộ chị, tối muộn không thấy lão chồng chị về,
chị Phi ra đến thẳng cơ quan tìm. Trong bóng tối, chúng nó ngồi bên nhau uống nhậu hát karaoke. Chị chửi lên, chụp ảnh ghi lại, bắt tận mặt mà nó còn không nhận. Cả ngày mình sốt sình sịch vì việc không giải quyết được, trong khi lão hú hí ăn chơi với gái, bực không để đâu cho hết. Về nhà lão còn bảo chị làm lão xấu hổ, chị càn lời với lão. Từ hôm đó đến nay, chị đã soạn sẵn để cái giấy ly hôn ở giường lão, cho lão ký là xong, đường ai nấy đi. Chị chả thèm nói thêm lời nào, chị nghĩ nhiều khổ mình em à, chị còn phải làm ăn nuôi con cái, hơi đâu mà nghĩ. Chị cứ nói đi nói lại, hơi đâu mà nghĩ, nhưng chắc chị nghĩ rất nhiều và còn nguyên sự xúc động, nên vừa kể nước mắt vừa rơi lã chã. Hân để cho chị tuôn trào hết nỗi uất ức trong lòng, xong động viên chị. Không có đàn ông mình chẳng chết được chị ạ. Tốt đẹp thì sống cùng, không thì dẹp hết đi cho nhẹ gánh. Kinh tế mình tự lo cơ mà, có phụ thuộc vào chồng đâu. Chị phải dứt khoát, mạnh mẽ vào. Lúc đầu em nghĩ chị đanh thép cứng cỏi lắm cơ. Ai ngờ gì mà dễ khóc nhè thế này. Nói rồi Hân dí cái khăn vào tay chị, để chị lau nước mắt. Chị cười gượng. Vâng, cô nhìn thấy tôi cục mịch nên nói tôi thế chứ gì. Chị làm nghề buôn phế liệu, sắt vụn không đánh đá thì kiếm ăn làm sao, tồn tại làm sao ở cái thế giới nham nhở này hả cô em? Mỗi nhà hàng của em nhỏ con thôi, giờ chị lấy cả lô hàng lớn từ các công ty khác, cũng phải máu mặt tí dân tình mới nể. Thiên hạ chả đứa nào bắt nạt nổi chị, mà chị lại bị lão chồng bắt nạt cả đời em ạ. À. Bị chồng hắt hủi, coi thường, phản bội, đau đớn lắm em. Nhưng để đi đến quyết định ly hôn không dễ chút nào, như là dư nợ kiếp trước với nhau. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhúm, đôi môi xăm đỏ méo sạch. Thực ra sau gương mặt sắc sảo là một người phụ nữ yếu mềm, nhạy cảm. Mỗi lần chạm vào nỗi đau chị cũng dễ xúc động. Một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió, đau khổ. Không thể không gồng mình mạnh mẽ và trang bị cho bản thân đôi mắt sắc phòng vệ. Hân ngồi sát gần lại chị, choàng tay ôm chị. Lúc này đôi mắt sắc biến mất, Hân bất gặp ánh nhìn như biển hồ long lanh, thăm thẳm và chất chứa nỗi niềm đàn bà. Phần kết chương trình sẽ là tác phẩm truyện ngắn Má đừng khóc nữa nghe của tác giả Lê Minh Tú. Từ chợ về mắt má đỏ hoe, anh lo lắng. Sao má buồn vậy? Má nói không có gì đâu, rồi đi thẳng ra hồ nước. Nhà không thể gọi là giàu nhưng có chút của ăn của để. Những nhọc nhằn của thời một nách ba con đang tuổi ăn tuổi học đã lùi ra. Miếng ruộng của ngoại để lại cũng cho người ta mướn, mỗi năm lấy vài chục dạ lúa cũng đủ ăn. Má giờ chỉ ở nhà trợ búa cơm nước, nuôi thêm mấy con heo, bò, gà, vịt, khỏe thì mân, mệt thì nằm nghỉ, không còn ai nói nặng nói nhẹ đến má nữa. Vậy thì sao má buồn? Mới nửa tiếng trước má còn vui vẻ xách giỏ đi chợ mua bột tép sông, cải bẹ xanh để đổ bánh xèo. Nay chủ nhật con gái và cháu ngoại của má về chơi. Trong nửa tiếng đó má đã gặp ai, nói chuyện gì xảy ra mà tâm trạng má lại thay đổi nhanh đến vậy? Anh nhìn ra hồ nước, đôi vai má rưng rưng dưới nắng sớm. Anh chạy nhanh về phía mái đầu đã có nhiều sợi bạc. Má khóc nghẹn ngào. Anh hốt hoảng. Có chuyện gì vậy má? Không có gì đâu. Bây hái rồi má ít lá xoài, lá nghệ, lá lốt đi. Ăn bánh xèo mà không có mấy thứ đó sẽ bớt ngon. Biết tính má không thích nói hoài, anh chần chừ một chút rồi đi. Gần 30 năm làm con của má, đây là lần thứ hai anh thấy má khóc. Hồi ba bỏ đi, anh còn đỏ hỏn nên má có khóc hay không thì anh không biết được. Lần đầu tiên anh thấy má khóc là hồi anh học lớp 9. Bận đó má đi cắt lúa mướn xa nhà, hai chị lên thị trấn trọ học, anh ở nhà một mình. Có đêm anh bị đau bụng, không phải kiểu đau lăn lộn, đau sống đau chết, mà bụng cứ âm ỉ đau, không nằm yên một chỗ được. Đêm khuya, nhà không có nổi một chai dầu hay lọ thuốc tiêu, anh chỉ biết ôm bình rượu chối hột và trở kiểu nằm liên tục. Hết nằm ngửa thì chuyển qua nằm sấp, nghiêng bên phải rồi nghiêng bên trái, nằm chỏng mông, ngồi tựa lưng vào vách đất. Mỗi lần trở mình như vậy, anh hớp vài ngụm rượu thuốc mong bụng đỡ đau. Anh được hàng xóm trở đến bệnh viện vào trưa hôm sau, bác sĩ la ầm ĩ. Sao trở lên đây sớm dữ vậy, không để ruột thừa nó bể rồi trở lên luôn. Hàng xóm gãi đầu, nó không phải con tôi. Không biết vì tình trạng của anh quá nặng hay do trang thiết bị còn lạc hậu,
và do tay nghề của bác sĩ mà ca mổ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Khi anh nhận biết được xung quanh thì ngoài trời đã tối om và đã có má bên cạnh với hai dòng nước mắt đầm đìa từ gương mặt sạm nắng. Hồi đó chưa có điện thoại di động và chuyện đi lại chưa dễ dàng như bây giờ. Không biết bằng cách nào ai đã báo tin mà má làm sao để kịp về với anh trong ngày hôm đó. Má đưa bàn tay sưng vù có nhiều vết thương do vỏ ốc, lá lúa hoặc lưỡi liềm cắt phải, chặn vài giọt nước tủi thân đang rịn ra từ hai khóe mắt anh. Còn có sao không? Thấy được mặt má, nghe được tiếng má, ngửi được mùi mồ hôi quen thuộc của má, anh dễ chịu vô cùng. Vậy mà không hiểu sao anh nức nở theo má một cách ngon lành. Còn lần này má khóc một mình, anh không biết chuyện gì. Và cũng không còn là cậu bé 15 nên không thể khóc ngon lành theo má như xưa. Nhưng cảm giác khó chịu là có thật. Cứ như là một tảng đá lớn đè nặng lòng anh và không hiểu sao anh cảm giác như mình là người có lỗi trước những giọt nước mắt của má. Nên anh cứ ngồi thừ ra trước rổ rau mới hái, mặc cho nước từ vòi tuôn ra xối xả và má đến bên cạnh lúc nào anh cũng không hay. Má ngồi xuống đưa tay khóa vòi nước lại rồi chậm rãi nói. Không phải má mới buồn hôm nay mà từ gần một năm trước khi bầy nghỉ việc, nhà nước về nhà, không đêm nào má ngủ ngon. Mai mốt bầy có con đi, rồi bầy biết lòng của cha mẹ khi có đứa con bằng tuổi này mà còn long đong lận đận thì sẽ buồn lo đến mức nào. Má cho bầy đi học là để ít ra bầy được sống cuộc đời vui vẻ và sung sướng hơn má. Không đòi hỏi bầy phải làm ông hoàng, ông trấn gì, nhưng ít ra cũng có công việc ổn định để tự lo cho bản thân và vợ con sau này nữa chứ. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta có những lựa chọn khác nhau má à. Con lựa chọn về nhà không có nghĩa là con không làm được việc gì hết, không có nghĩa là con đã thất bại. Nó chỉ là một lựa chọn để nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng để mà bước tiếp với những điều làm cho cuộc sống của con ý nghĩa và vui vẻ hơn thôi má. Anh đỡ má đứng dậy. Ừ, bầy tính sao coi được thì tính. Nếu má chỉ chú tâm đến chuyện kiếm tiền, thì má đã bắt bầy nghỉ học từ năm lớp 9, rồi mượn chứng minh nhân dân người khác cho bầy vô sĩ nghiệp làm công nhân như bao đứa xứ này lâu rồi. Những giọt nước mắt của má sáng nay vì lo cho bầy và vì chưa hiểu được lựa chọn gì đó của bầy. Ở giữa chợ, con Lan nó la ông ổng. Còn nghe hàng xóm đồn là thằng Sinh ăn học nhiều quá, giờ bị điên chữ không làm gì được, về nhà ở luôn rồi hả Di Bảy? Anh thẫn thờ vài giây trước sự quan tâm có phần độc ác của người đời, rồi vội vàng trấn an lòng má. Phải con mang tiếng lừa gạt trộm cướp gì thì má buồn, còn cái này mình suy nghĩ khác đám đông một chút, mình lựa chọn khác đám đông một chút thì đám đông không hiểu được nên mới nói cản nói bậy vậy thôi, hơi sức đầu má buồn. Dù còn chút ủ rột nhưng má đã chịu cười, anh ôm ngang bụng má cười theo. Con sẽ ở nhà làm đứa con trai hư để được nghe má la dày hết năm nay nữa. La dày cỡ nào con cũng chịu, nhưng hứa với con là má đừng khóc nữa nghen.